Như vậy để xác định được hợp chất hữu cơ X, chúng ta cần dựa vào hai phưởng, đó là phưởng số 2 của Y và phưởng số 3 của Z. Y chúng ta đi tới dùng với NaOH để thu được CH4, điều này chứng tỏ Y chúng ta là muối, đó là CH3COONa. Còn Z của chúng ta đi tới dùng với AgNO3 trong môi trường NH3. Điều kiện ở đây Z chúng ta phải có nhóm chất CHO, mà ở đây chúng ta sản phẩm chúng ta thu được có chứa hai carbon, điều chứng tỏ Z chúng ta là CH3CHO. Dựa đây chúng ta suy ra được X. X chúng ta được cấu tạo bởi phần axit là phần CH3COO để tạo ra hợp chất có chứa chất CHO. Điều kiện ở đây là sau cái hợp chất CO này phải có chứa liên kết đôi CC, đúng không ạ? Như vậy dựa đây chúng ta đọc được tên của nó, đó là thằng này là vinin, thằng này là acetat. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu đúng là câu A, vinin acetat.